Xin chào với các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần loa trong. Loa nghe gọi của Asus Zenfone 5 đang có mặt tại di động cao cấp .vn. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan phần loa trong của Asus Zenfone 5, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn cũng được lúc không. Quý khách hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp .vn. Chúng tôi luôn có sẵn cái phần loa trong này thay mới vì các bạn. Cũng giống như tất cả các linh kiện phía dưới của Asus Zenfone 5, chúng tôi luôn có sẵn tại di động cao cấp .vn với đầy đủ tất cả các linh kiện của Asus Zenfone 5, chứ không riêng gì loa trong của Asus Zenfone 5. Thông thường cái phần loa trong rất là khó bị hỏng, lỗi. Nhưng khi chúng ta dùng lâu ngày, cái mặt sắt nó bám vào hoặc là để nước nó vào cái phần màng loa của Asus Zenfone 5, nó sẽ bị lỗi, làm cho máy không nhận loa trong, máy mất loa trong, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn cũng không. Khi đó quý khách hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp .vn, chúng tôi có sẵn phần loa trong thay mới vì các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ 024-66-75099 hoặc truy cập vào website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp .vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.